Vụ án lần này là về cô bé Martha 14 tuổi, lúc cùng bà đi ra ngoài mua đồ, bị đâm chết khi đang sang đường. Sau vụ việc mẹ của Martha kiện lái xe ra tòa, nhưng không ngờ lái xe mời đến, cho mình một luật sư giỏi nhất, cho rằng bản thân không hề nhìn thấy có người đi sang đường. Lúc đó, khi mọi người đi sang đường vẫn còn cố ý đi chậm lại, ngoài ra vẫn còn xuống xe cố gắng cứu cô bé. Nhưng rất nhanh có người tự xưng là nhân chứng dứng lên nói, tốc độ lái xe lúc đó ít nhất cũng phải 90 km/h, và sau khi đâm trúng cô bé, không hề xuống xe kiểm tra mà phi xe bỏ trốn. Trên đường không hề có CCTV, cũng không hề có chứng cứ xác thực, cho nên lái xe không bị chịu hình phạt thích đáng. Phía người nhà càng phát hiện ra một điều kỳ lạ, người bà ở nhà thường xuyên nghe thấy tiếng bước chân và tiếng khóc bi thương. Người bà cho rằng đứa cháu gái đã chết, chắc chắn có điều gì muốn nói với mình, liền tìm đến các nhà tâm linh để tìm hiểu quá trình xảy ra sự việc. Bà muốn tên tài xế phải chịu trừng phạt trước pháp luật. Họ cầm ảnh của Martha lúc vẫn còn sống đến tìm tổ chương trình, nhưng các nhà tâm linh cho rằng cảm nhận chỉ bằng một bức ảnh quá đơn giản. Họ cần tìm đến nơi xảy ra vụ tai nạn mới có thể trả lời được câu hỏi của người nhà nạn nhân. Nhà tâm linh đầu tiên là bà Katha. Sau khi bà nhìn bức ảnh không hề hướng tới địa điểm xảy ra vụ án mà đi về hướng ngược lại, không ai biết bà cảm nhận được điều gì, chỉ có thể đi theo bà càng đi càng xa. Bà Katha dẫn tổ chương trình vô thức đã đến nhà cô bé. MC mặt đầy nghi ngờ hỏi, bà muốn tìm địa điểm phạm tội, sao lại tìm đến đây? Bà Katha lại nói đây là do cô bé đã chết dẫn bà đến. Người nhà nạn nhân xem xong cảm thấy vô cùng kinh ngạc, trên đường nhiều nhà như thế bà lại không hề để ý, mà trực tiếp tìm đến nhà của mình. Không lẽ bà thực sự nhìn thấy cái chết của Martha, nhưng tại sao lại dẫn mọi người đến nhà của cô bé chứ? Lúc này bà Katha lại nói một câu không thể tưởng tượng được, khiến mọi người càng tin chắc rằng việc bà nhìn thấy cô bé là thật. Она просит быть осторожнее, не сидеть на окнах. Она любит сидеть на окне. Да, очень. У нее новая квартира в Губернском, и она постоянно рассказывает, какой у нее подоконник хороший. Родные девочки верили, что прямо сейчас с ними с того света говорит Машенька. Sự thể hiện của bà Cát Nhê khiến người nhà rất hài lòng, nhưng MC lại không vui vẻ. Anh cho rằng bà không hề hoàn thành nhiệm vụ của chương trình. Nhà tâm linh học tiếp theo là Anthony. Năng lực của anh vốn không ổn định, lúc mấu chốt còn làm hỏng vũ khí thần linh. Cuối cùng đi ngang qua con đường địa điểm xảy ra vụ án, có thể nhìn thấy độ khó thử thách lần này chương trình dành cho các nhà tâm linh. Vắt óc suy nghĩ cũng chỉ nói ra được thông tin liên quan đến địa điểm vụ tai nạn. Я вижу, что она умерла в каком-то здании. Это трех- или четырехэтажное здание, белое и желтое. Напоминает больницу. Грузинка моя Дзидишвили была права, ведь Маша действительно умерла в больнице через 4 дня после аварии. Но увидеть, из-за чего Маша оказалась в этой больнице, ясновидящая не сумела. Я предполагаю, что она умерла от столкновения с машиной, потому что она слишком молода, чтобы водить самой. В отличие от Майи, Юлий Миткевич-Долецкий причину смерти определил верно. Я думаю, что это произошло где-то вот около этой дороги, получается. А можете найти это самое место? К сожалению, нет. Но и он искать место преступления не стал. Здесь слишком много эмоций. Я так не могу считывать, когда я... эмоции полностью переполняют. Я же обычно работаю со случаями, когда ты можешь изменить что-то, а здесь уже ничего не изменишь. И свой лимит по работе с такими случаями экстрасенс уже израсходовал. Просто здесь я слишком уже много со смертями работаю. Это не мой проект. Thử thách gây khó dễ cho đa số nhà tâm linh, nhưng đối với nhà tâm linh có thực lực mà nói vẫn có thể giải quyết được. Nữ pháp sư trong đám đông nhìn thấy một con mắt. Cô liền tìm đến bà của đứa trẻ. Cô biết trong lòng bà vô cùng tự trách, cho nên nữ pháp sư đầu tiên an ủi bà. Sau khi an ủi xong, pháp sư cầm ra một chiếc gương thường dùng, đốt một ngọn nến, tuyên bố rằng bản thân muốn tìm đáp án. Mọi người cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nhưng pháp sư vẫn chưa nói hết. Cô thật sự đã nói ra được thông tin quan trọng. Tôi nhìn thấy một con đường. Казалось, Татьяна и вправду видит место трагедии. Но сумеет ли она его отыскать? Pháp sư dẫn người nhà từng bước một hướng đến con đường xảy ra vụ án, sau đó dừng ở trên đường nói, chiếc xe gây tai nạn là một chiếc xe phổ thông màu nâu, lái xe là một người đàn ông, cao xấp xỉ tôi, khuôn mặt tròn, mũi to, cằm có chút đưa về sau. Pháp sư miêu tả chiếc xe gây tai nạn và lái xe vô cùng chính xác, nhưng cũng gặp vấn đề vô cùng khó khăn, trên đường có nhiều cột điện giống nhau như thế. Pháp sư không biết là cột điện nào, là cái cô nhìn thấy ở thế giới bí ẩn. Tổ chương trình nhìn pháp sư dần dần, càng ngày càng đi xa địa điểm vụ án. Lúc này người nhà cũng nôn nóng hơn. Обратите внимание, именно на этом переходе, на противоположной стороне дороги, сбили Машу. Я тоже. Был тут.
однако переход остался позади. Останавливайся. И с каждым шагом Татьяна была все дальше от места аварии. Куда она нас ведет? Татьяна, почему мы остановились? Потому что то, что я видела, это вот это место. Это вот та самая дорога, которую вы видели, да? Да. Это где-то здесь было. Она тут лежала. А? Она тут лежала. Это знала только Маргарита. Оказалось, ведьма стояла на том самом месте, где нашли тело Маши. Она привела именно туда, где она лежала. То есть этот столб. И вот так от пешеходного перехода она улетела. И как раз получилось возле этого столба. Она сразу увидела этот столб. То есть это невероятно. Vốn cho rằng pháp sư đã bỏ qua nơi xảy ra tai nạn, thật bất ngờ lại có thể tìm thấy được địa điểm nơi cô bé gặp nạn. Nhưng pháp sư lại không có chút biểu hiện vui vẻ nào, mà lại chửi rủa tên lái xe khốn nạn cặn bã. Pháp sư nói tất cả đều là do tay lái xe bất cẩn làm ra, tất cả các xe khác đều dừng lại cứu cô bé, còn hắn thì bỏ trốn khỏi hiện trường. Sau đó pháp sư nói với mọi người, có một nữ nhân chứng khoảng 30 tuổi, tóc nâu, mắt màu đậm. Người nhà nạn nhân mặc dù biết pháp sư nói hoàn toàn đúng, nhưng luật sư đã cố gắng vì tên lái xe không bị chịu phạt trước pháp luật hoặc bồi thường tiền để chối bỏ trách nhiệm. Lái xe không những không cầu xin tha thứ, còn nói dối để tránh bản thân bị chịu tội. Điều này hiển nhiên khiến người nhà không thể chịu đựng nổi. Thử thách vẫn tiếp tục, chỉ cần có một nhà tâm linh nữa đưa ra đáp án tương đồng, có thể xử phạt được tên lái xe. Cho nên tất cả hy vọng đều nhờ vào nhà tâm linh cuối cùng Julia. MC tường thuật một cách đơn giản cho Julia về nhiệm vụ là tìm hung thủ hại chết cô bé, tìm được địa điểm xảy ra vụ án. Lúc này Julia cầm bức ảnh nghiên cứu khá lâu, mơ hồ có thể nhìn được một chút phẫn nộ, ngay sau đó thể hiện sức mạnh hỗn độn trong cơ thể. Дневная небесная, земная ночная, Геката, богиня, повелевающая дорогами и перекрестками, приди ко мне. Открой мир мертвых, открой врата, выпусти душу, чей покой я нарушу. Пусть покажет мне все, что было. Khoảnh khắc Julia biểu diễn kết thúc, một chiếc xe bỗng nhiên xông đến gây rối mọi người, nhưng họ không ngờ sự xuất hiện của chiếc xe chính là đáp án mà linh hồn gửi đến Julia. Cô bé bị chiếc xe đâm. Lúc này Julia quay đầu hỏi MC, tại sao anh lại khiến cho tất cả mọi người trở nên mơ hồ? MC vội vã nói, tôi ở bên cạnh không dám nói một câu. Julia tiếp tục nói, cô gái rõ ràng là bị giết bởi hành động vô ý, mà anh lại nói cô bé bị hại chết. MC im bặt. Julia quay người hướng về phía con đường, trên đường xe lao nhanh vùn vụt. Nhưng Julia không hề do dự, đi thẳng về phía chỗ cô bé gặp tai nạn. Mọi người xung quanh đều cho rằng cô điên rồi. Các xe chạy trên đường cũng dừng lại không dám hành động hấp tấp. Она привела на то место, где ее сбили. То есть вот пешеходный переход не начало, а именно то место, где ее сбили. Вот это вообще просто нереально. Здесь. Пока она не дошла. Пошли, пойдем. Кошмар. Người xem là lái xe đều thở một hơi nhẹ nhõm, nhưng sau đó phát sinh ra một việc khiến cho tất cả mọi người không thể ngờ được. Julia lần đầu tiên bật khóc. Вы обвиняете этого человека, но у него тоже есть дети. Я не хочу быть его судьей. Julia giọng điệu mang theo sự nghẹn ngào truyền đạt lại. Martha, cô bé muốn nói với mọi người rằng người đàn ông không hề cố ý. Anh ta cũng có gia đình của mình, còn có con mới sinh được 2 tháng, gia đình vẫn còn mẹ già, đều cần anh ta kiếm tiền nuôi cả nhà. Hôm xảy ra vụ việc vì kiếm tiền quá mệt mỏi, không chú ý đến cô bé. Nguyên nhân cô bé dẫn bà Katha trở về nhà là muốn hy vọng mọi người đừng điều tra nữa. Cô bé không muốn vì cái chết của mình khiến bà luôn tự trách bản thân, cũng không muốn lái xe phải chịu tội trước pháp luật. Cô bé muốn mọi người đều yên tâm. Mọi người trong gia đình bật khóc đầy đau khổ, hiện tại họ không còn muốn điều tra đến cùng nữa. Tình yêu có thể khơi dậy tình yêu, nhưng thù hận chỉ khơi dậy sự hận thù. Cuối cùng Julia siêu độ cho linh hồn của cô bé. Lần bỏ phiếu này, MC đối với những điều ấn tượng Julia đã làm. Anh đề nghị Julia trở thành quán quân trong tuần này. Một mặt MC cầm ảnh quán quân đến hiện trường. Không hề nghi ngờ quán quân của tuần này là Julia. Lúc tuyên bố nhà tâm linh thể hiện tốt nhất, Maya đứng lên. Cô cảm nhận được người bị loại không phải là mình, nhưng cô đồng ý để cơ hội của mình cho người bị loại. Bởi vì bản thân rất nhớ nhà cho nên lựa chọn rút lui khỏi thử thách. Tổ chương trình tôn trọng sự lựa chọn của cô. Thử thách tâm linh này tôi muốn kết thúc trước ngày 1 tháng 5, cho nên bỏ qua 2 tập có nội dung khó coi. Trong 2 tập này, Julia và pháp sư mỗi người một lần giành được quán quân. Nikita bị loại bỏ một cách thảm hại. Cuối cùng cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ tôi. Mọi người muốn xem series nào, có thể viết bình luận bên dưới.
Nhớ đâu series lần tới sẽ là series bạn comment.